Hello cả nhà, Lani đang ở Centre de la Nature, Laval, Quebec. Ở đây là một cái công viên rất là rộng lớn. Chỗ này rất là đẹp và thường có nhiều tourist tới thăm viếng. Bốn mùa lúc nào cũng có những cái hoạt động vui chơi thư giãn. Bây giờ cả nhà cùng đi theo Lani để coi mọi người ở đây chơi những trò chơi mùa đông gì nha. Ở đây là một cái sân rộng lớn để mọi người trượt ba tay đó cả nhà. Hôm nay có vẻ vắng, ít người đến chơi rồi. Lúc đông người á, vui và nhộn nhịp lắm cả nhà ơi. Thường thường đó, ở những cái sân trượt á, họ ưa bỏ nhạc rất là to để có không khí để cho mình sung lên, để cho mình vui chơi thoải mái. Ở đây có làm kẹo siro bán 3 đồng một cây ăn tại chỗ, hay hoặc mình mua cái lon siro về mình tự làm ở nhà. Bây giờ mình đi chơi ski nha các bạn. Tại đây họ cho mướn những cái equipment để chơi ski luôn. Giá cũng không có mắc đâu cả nhà. Cái loại ski này là loại ski đi chậm, kêu là cross country ski. Vừa đi chậm chậm từ từ để mà ngắm được phong cảnh mùa đông rất là đẹp. Ồ, đi tới đây thấy được một rừng cây khô. Nhìn rất là lạ tại vì nó có những cái trái đỏ đỏ gì trên cây nè. Nhìn kỹ lại hình như là những trái berry rừng đó cả nhà. Nhìn cute dễ sợ luôn cả nhà ơi. Đỏ lộm mà nhìn rất là đẹp luôn. Những cái trái này là những cái con chim, những cái con thú như vậy nó đến để nó ăn vào mùa đông đó cả nhà. Những cái trái này nó dính rất là lâu ở trên cây. Nó chín lúc mà mùa thu á, rồi nó dính vậy hả nguyên một mùa đông luôn. Cái này là để cho những con thú vật nó ăn để nó sinh tồn qua mùa đông đó cả nhà. Rồi quay lại với con đường tuyết trắng nè. Thôi đi tiếp nha. Rồi đi tới đây là một đồi thông luôn. Toàn là những cây thông không à. Xứ Canada, xứ lạnh này á là phải có mấy cây thông này á mới là đúng là xứ Canada của mình đó. Lani rất thích những cây thông này vào mùa đông. Lúc tuyết phủ lên nó đó, ôi nó đẹp làm sao đó. Thôi đi đến đây chắc cũng là đủ rồi. Thôi bây giờ mình kéo nhau về nhà, mình đi làm kẹo siro nha. Khi hồi nãy có mua một lon siro đó để thử làm xem sao ha. Cái siro này mình phải nấu sôi đến 20 phút để cho nó bay hơi lên, để cho nó đặc lại ha. Cái nhiệt độ nóng phải 115 độ đến 120 độ C. Sau đó nhúng xuống phải chờ đến 3 phút mình mới rưới lên tuyết được nha. Bây giờ mình đi ra ngoài để mình hốt một thau tuyết sạch ha, rồi mình ép lại để lát mình đổ siro. Cả nhà nhìn thấy không, tuyết thì không có thiếu phải không, quá trời quá đất luôn. Lựa cái chỗ nào sạch sạch để mà hốt nha. Rồi chuẩn bị xong rồi đó cả nhà ơi, bắt đầu đổ nha, coi thử đổ có thành công hay không nè. Hai đứa nhỏ đang chờ mẹ nó quắn kẹo cho nó ăn nè. Đi lấy mấy cái que krem gỗ tới đây mà quắn. Không có thì lấy mấy chiếc đũa cũng được. Rồi nhìn cái kiểu này là thấy hình như là nước siro khi nãy nấu chưa có đủ nóng rồi. Il fallait rouler tout de suite dès que j'arrose. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, mais là, c'est vraiment congelé à la neige. Phải có cái thermomètre đó, hả, mà đo luôn á, cái nhiệt độ mới được. Mấy cây kẹo của mình nhìn không có được đẹp giống như kẹo của người ta làm nơi. Rồi đến đây cả nhà cũng đã khám phá được mùa đông ở Quebec này có lạnh như thế nào, cũng có những chỗ tuyệt vời giống như vậy để đi chơi ha. Mong cả nhà thích video này, cả nhà nhớ like, share, comment và nhấn luôn cái chuông để ủng hộ Lani nha. Bye bye, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ.